Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Như các bạn đã biết thì hôm trước mình có up một cái clip chơi CF và các bạn ủng hộ cũng khá là nhiều luôn. Và các bạn bảo mình là chơi một khẩu 3Z nó rất là cổ điển đi, rất là cổ kính luôn. Thì hôm nay mình sẽ chơi khẩu 3Z Bombette nè mọi người. Mình sẽ cầm cả một cây Bombette đi săn giom luôn. Ok, tất nhiên là phải lên cái chỗ thân thuộc của 3Z đó mọi người ạ. Lên đây thì giom nào mà chơi được. Giom. Nhờ này, ngó đâu á. Đây, lên đây, anh ngắm trước là lên đây. Lên này, ôi té anh em ơi, chơi chân. Đấy, cầm khẩu lục Bombette này là support đỉnh cao luôn. Cái gì ra, ông vào chặn đây, thì ra không ơi, chặn cho quả mù nhá. Hay lắm anh Tơ ơi, anh Tơ cứ ăn nhiều tí xong rồi em ăn kill được anh ạ, anh đừng giết em. À Tơ lên đây, Tơ này, một phát chết luôn. Chết tươi luôn anh em ạ, phát snap chết luôn. Nào, giống non nó ra hết đây. Mình chỉ thích chơi với giống non thôi anh em ạ. Bắt cua luôn. Nào, giống non nào, vào đây. À, giống non này còn đứng im à. Anh em chơi toàn AFK đấy. Lên đây. Ui ôi, trượt rồi, té anh em ạ. Mà bắn trượt là phải té luôn. Cầm 3Z này không đùa được mấy con giống non đâu các bạn ạ. Nên là phải té luôn. Bắt cua rồi. Nào, lên đây. À, cho anh em quả choáng này, à cho anh em quả mua này, à cho anh em quả lưu đạn này. Ôi sao không lên nảy ram nhỉ, cầm lưu đạn đôi quả như thế mà không. Ui một phi một kill luôn kìa. Ui phi tiêu của nhân vật VIP đỉnh thật anh em ạ. Này thì ôi sao nó không nhảy ram kìa mọi người, rồi biến hero thôi. Bỏ cô rồi anh em ơi, cầm 3Z là đi săn là hơi mệt đấy. Ui chết rồi, chân. Ui rồi chân gái bị anh Tơ anh cho một phát chết tươi luôn anh em ạ. Sang trận mới anh em ơi. Trận trước thì mình đang tính mắc cua mà trượt chân các bạn ạ, thì à trượt chân cái anh Tơ anh nhân cơ hội anh cho một ship phát đấy là thôi đi luôn 6k máu luôn. À, mấy thằng giom non nó chém nữa là toang luôn anh em ạ. Tiếp tục trận mới rồi thì mình sẽ tiếp tục lên cái chỗ thất thủ của những anh em 3Z. Hồi xưa đứng đây thì không có y tá y tủng thì 3Z là chú luôn mọi người ạ, bá đạo luôn. Bây giờ thì 3Z thủ chỗ này cũng phải quan sát khá là nhiều luôn mọi người ạ. Tại vì bây giờ cương thi với cả y tá thì móc cũng khá là ghê nè. Nhưng anh em nào đứng 3Z ở đây thì phải cẩn thận nhá. Tôi còn không có giáp nữa mọi người ạ. Nick này của tôi thì không có giáp. Nên là săn giòm thì cũng hơi lo. Nhưng mà không sao, vì một clip hay cho anh em xem. Nên là mọi người đừng tiếc cho mình một like, xem và subscribe nhá. Nào anh Huy Diệt lên đây. Huy Diệt thì có 2-3k máu lên đây. Mình bắn cho 2 cái là chết luôn mọi người ạ. Nó lại lên. Nào đứng im, nào vào đấy, nhảy như này. Ăn phát lưỡi, ăn một đạn này, nào. Nhảy này. Thật sự thì nếu mà không có y tá hay là cương thi thì mình mà đứng xe này thì giống non với cả tia chớp với cả anh béo một xanh này thì không cửa luôn mọi người ạ. Làm gì có cửa. Nào anh Tơ, hay lắm anh Tơ ơi. Anh Tơ cứ giết mấy cái bọn ở thùng hàng đi. Anh đừng để trên này. Em ăn có 1-2 kill đâu thôi, anh đừng để em nhá. Ơ, giom đâu rồi. Đó, cái thằng giom đỏ đâu rồi nhờ mọi người. À đây, giom đỏ, nào thôi được. Ôi, chết rồi, snap chưa tôi. Thôi thì canh sẵn mọi người ạ. Đâu rồi, lên đây. Nó cứ bắt mình snap ấy nhờ. Hai phát snap chưa chẳng nghe phát thứ ba cũng trượt. Hay lắm anh Tơ. Anh Tơ đừng quan tâm đến em nhá. Em như người vô hình thôi. Không đến hero đâu mọi người ơi. Nào, lên đây, lên hết đây. 3Z cần hết. Tè anh em ơi, bắt cua thôi. Mình không có giáp đi là mình cũng hơi sợ mọi người ạ. Cái gì. Thôi, bắt cua. Bắt cua thôi, té thôi. Anh Tư anh cho một ship là 6k máu thôi mọi người ạ. Thôi, té. Mình phải chơi cái chỗ bài cấu rỉa mọi người ạ. Từng người vào một thì mình còn chơi được chứ. 1v11 thế thì làm sao mà cân được. Lại còn hai con y tá chúa này. Thôi. Nó tăng hình khó nhìn quá. Win rồi anh em ơi. Tiếp tục rồi các bạn ơi. Không hiểu sao quả đấy là còn không giây mà zombie vẫn win mọi người ạ. Chẳng hiểu không VTC nó có lag hay không mà không giây rồi mà zombie vẫn win được. Rồi tiếp tục vào mọi người ơi. Trận mới à. Dạo này thì mình cũng đang mới chơi lại CF nữa mọi người ạ. CF này thì mình đã chơi khoảng 4-5 năm nay rồi. Hồi xưa thì mình toàn ra net chơi các bạn ạ. Đợt đấy thì mình cũng đã từng kể với anh em là đợt đấy thì mình cũng không có tiền mà cầm 5.000 ra net chơi đúng một tiếng thôi đi về các bạn ạ. Chơi toàn vào chơi thôi, nhưng mà đợt đấy làm gì có nick đâu, nick gì cùi mà. Đợt đấy mình hay đi mượn nick lắm, nhưng mà nó chỉ có cái 3Z199 đấy mọi người ạ.
quay mãi mới ra được 30 ngày. Không biết ở đây có anh em nào mà xem mà quay mãi mới không ra cái được 3Z199 không? Thật sự hồi xưa mình quay mãi 3Z mới ra cái 3Z199 ấy. Hồi đấy là nạp khoảng bao nhiêu nhỉ? Hình như là mình nạp 20 hay 50 nghìn ấy mọi người ạ, để quay quả cầu may mắn mà. Nên quay hoài, quay mãi luôn. Không thể nào mà ra được. Thôi chạy zoom đấy các bạn ơi. Chém chó với các bạn đang bị zoom giết là hơi mệt đấy. Nào anh Tơ sang đây. À, cái gì? Anh biết đang một khẩu này là hơi bị ốc mạnh không? Đấy, bị lừa ngay. Cái bài này thì khá đơn giản nhưng mà rất là dễ bị mắc lừa luôn. Nhất là mấy cái bạn zoom không chú ý. Nào. Biến hero rồi anh em ơi. Mình cứ phải biến hero cho nó chắc ăn. Tại vì mình không có ráp nên là cũng hơi lo mọi người ạ. Nhưng mấy bạn zoom non mà chưa tiền hóa đi vào hết đây. Mình chỉ chơi với mấy bạn thôi. Còn mấy bạn nào mà mắc tiền hóa là mấy bạn tơ anh Tơ thì thôi. Anh đừng vào nhá, em xin anh ấy. Anh cứ ăn hết hai cái bạn hero còn lại đi. Xong rồi sang em cũng được anh ạ. 3V9 thế này thì làm sao mà zoom chơi được. Nào zoom hết đâu rồi. Chả hiểu zoom chạy đâu hết rồi mọi người ạ. Nào anh Tơ bắt đầu để mình rồi đấy. Nào anh Tơ ra đây anh Tơ ơi. Nào Hủy diệt vào đây. Thế rồi các bạn ơi, mình phải đánh cấu gì ạ. Nào bắt cua luôn. À có bạn 3Z support rồi, yểm trợ rồi, không lo. Nào anh Tơ sang anh Tơ. Anh Tơ không bắt mình mọi người ạ. Nào anh hủy diệt đây. Zoom non thì vào hết đây, mình cân hết. À chị tá, thôi đừng. Chị tá mà sang đây là cũng hơi mệt đấy. Hủy diệt này. Ôi. Sao con đi tá này nó khỏe thế nhở. Ôi. Trận này không win là hơi phí này mọi người này. Đấy. Trận này mà còn không dây không không mà nó mình mà bị zombie giết là hơi mệt đấy các bạn này à. Mình đã cẩn thận rồi. Một win được một trận rồi các bạn này. Lại tiếp tục lên cái chỗ quen thuộc rồi. Trận này thì mình sẽ cố gắng ăn nhiều kill để cho anh em xem đã bắn nha. Ok, cái gì đấy, con treo đầu cái cổ mình thế này. Trời ơi. Ui, bạn đi làm giòm luôn kìa. Mình vừa ném quả khói và là bạn đi làm giòm luôn. Đúng là treo đầu cái cổ người khác là không nên. Quả báo ngay mọi người ạ. Đấy, bắt cua cái đã, tính sau. Tìm chỗ ẩn nấp đã. Giòm ở đây cũng khá là nhiều mọi người ạ. Bây giờ cũng khá là đông giòm rồi. Trận này mình sẽ cố gắng ăn nhiều kill cho anh em xem này. Ủa sao phòng này nhiều hủy diệt thế nhở. Toàn hủy diệt mắc tiến hóa này. Không được mọi người ạ. Chả hiểu sao, không biết mọi người có giống mình không. Bắn mấy con hủy diệt hay là mấy con zoom đỏ ấy thì bắn lúc mình ngắm thì thấy khá là dễ mọi người ạ. Còn đâu như kiểu mấy con kiểu y tá hay là cương thi ấy, lúc mình ngắm thì kiểu người nó thon ấy nè, khá là khó. Trận này bảo các bạn là ăn bắn cho nhiều kill nhưng mà zombie chết nhanh quá nên là thôi biến hero luôn mọi người ạ. Tại vì mình cũng không có giáp như mình có nói rồi mà. Bây giờ chẳng may long quang gái. Anh Tơ anh chém cho phát là đai luôn mọi người ạ. Nên là phải biến hero luôn cho chắc. Xem cho các bạn xem cho đã mắt nha mọi người. Cho sau mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng ăn thật là nhiều kill. Ok anh Tơ chớp vào đây anh Tơ chớp ơi. Ủa lại một VS8 này mọi người ơi. Tôi lại phải dựa cái trò bắt cua rồi. Nói không ai chứ mình Ôi rồi các bạn ơi, trước mình đang định bảo là nói không ai chứ mình đệ của anh Tiến sinh ra. Thế nào bị anh Tơ anh xuyệt đó vát chết luôn mọi người ạ. Tiếp tục rồi mọi người ơi. Chết. Ủa anh Tơ có để ý mình không? Bạn nào chơi khăm thế. Anh em chơi đừng có phả flash nhau đấy chứ, toàn bom giấy ông đội này. Và trận này mình sẽ cố gắng ăn nhiều kill cho anh em xem nhá. Cho anh em thỏa cái cơn đã mắt. Đấy. Các bạn nào thấy hay cho mình xin một nút like, một nút subscribe, một nút đăng ký kênh nhá. Ok, mình cảm ơn tất cả mọi người. Lần này thì phải đi núp rồi các bạn ơi. Phải đi tìm một cái chỗ trú nào mà nó thật là an toàn. Anh tới. Em vẫn về phe anh ạ, anh kiếm được nhiều zoom cho em. Em là cái thằng chiến binh đầu tiên về phe anh Tơ ạ. Nhưng mà thôi em xin lỗi, em vẫn phải cấu rỉa của máu của anh. Tại vì em phải ăn kill cho các bạn xem đã mắt. Đấy. Không biết mình làm như thế có bạn có bảo mình là cái thằng hai mặt không nhỉ. Nhưng mà tôi không sao. Mình vẫn mong muốn anh Tơ sẽ cào thật là nhiều. Hoặc là có y tá được mọi người ạ. Y tá lên móc với cái thằng thủ dâm đi mọi người ơi. Toàn thủ dâm, toàn sáu lòng thế này thì làm sao mà chơi được. Mấy anh em 3Z như tôi thì rất là khó bắn luôn. Không có zom luôn mọi người ạ. Ai trời ơi. Lục này thì cũng khá là khỏe luôn. Hôm nay thì mình làm chủ yếu về 3Z. Lục thì mình kiểu đi support thôi. Nên là mình sẽ làm chủ yếu là về 3Z mọi người ạ.
Trận này có vẻ anh Tơ hơi bị đuối mọi người ạ. Không giết được ai luôn. Mình mà làm Tơ mình ship cho phát là mấy cái thằng thủ dâm trên thùng hàng với cả ở trên bàn thờ là chết hết luôn mọi người ạ. Nhưng mà rất tiếc là mình lại không được làm Tơ cơ. Các bạn có bạn nào chơi mà đã bao giờ làm Tơ 3-4 ván liên tiếp chưa? Mình thì chơi không làm Tơ 3-4 ván nhưng mà mình có ván làm Tơ. Xong rồi có ván làm giao thường mọi người ạ. Nó cứ thế lên thế, cứ thế lên thế 3-4 lần liền. Mình chơi mình ức chế quá nhưng mà rất là kiềm chế mọi người ạ. Thôi không sao. À, các bạn có nhìn thấy cái quân gì không? Một bạn hủy diệt đã thay thế cho bạn hủy diệt sau. Đấy. Từ anh em ấy mọi người ạ. Ok mọi người, chắc video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye mọi người.